Đây là lô trà thâm bát diện bên em nhá. Siêu nụ này. Siêu nụ các bác nhá. Tại vì hôm vừa rồi có rất nhiều khách hàng yêu cầu em chụp cái hàng này nhưng em rất là bận. Em rất là bận nên là em quay video luôn. Em quay video luôn cho cả nhà để nhìn thấy cái mức độ nụ này, nụ và hoa này, để cho cả nhà thấy được rằng là với cái mức độ nụ hoa như thế này thì chúng ta có thể, tức là nụ và hoa này để đón Tết luôn cả nhà nhá. Cái dòng trà thâm bát diện này cả nhà có thể nhìn thấy ạ. Lá của nó cong này, lá của nó nhỏ và cong. Cả nhà lưu ý cho em là những cái dòng này nếu như chúng ta lấy sang những cái dòng trà từ Trung Quốc đưa về Việt Nam ấy, nó chưa thật sự thuần chủng thì nó tương đối là vất vả cho chúng ta nếu chúng ta chăm sóc. Ở cái khâu chăm sóc ban đầu của chúng ta rất là vất vả luôn. Ở đây em có một cây trà to các bác nhá. Một cây trà to, trà thâm to luôn này. Nó lên đến gốc, đường kính gốc của nó. Thực ra đây nó là thân bụi thôi. Nó là thân cành thôi, nó không phải là thân một thân một chi đâu. Đấy. Cả nhà nhìn cho em này. Đó, và nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3 phân. Gốc ngọn nó tầm 3 phân. Và chiều cao lên đến tầm khoảng 1m2, 1m4. Cái cây này nếu mà di chuyển đi thì sẽ không lấy theo cái chậu này được. Sẽ không lấy theo cái chậu này được mà chỉ sử dụng một cái miếng đất nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đó, đánh cả một cái vầng bầu nhỏ nhỏ xinh xinh để di chuyển thôi. Và bên cạnh kia là em có một cái cây trà bạch nhá. Ở nhà để ý cho em bên cạnh một cái cây trà bạch này, em lại gần em quay một chút. Ở đây chỉ còn duy nhất một cái cây trà bạch này thôi. Năm ngoái có hai cây thì một ông khách của em đã lấy mất rồi. Đường kính gốc nó lên đến tầm khoảng 4 phân. Chiều cao chỉ hơn 1 mét thôi. Cái trà bạch này em đã từng chia sẻ trên video của em rồi, các bác có thể thấy nhá. Trà bạch thì bông rất là to. Bông cực kỳ to luôn, to như cái mắt con luôn. Đó. Hoa thì sai. Tuy nhiên là các bác lưu ý cho em là những cái trà bạch với trà thâm bát diện này thì nó sẽ có những cái đặc điểm khác nhau một chút. Đấy, cái lá của trà bạch thì nó sẽ to hơn và nó phẳng. Còn trà thâm bát diện thì lá nó hơi cong cong, cảm giác nó như mo lá này. Nhưng mà cái nụ của trà thâm bát diện ngày hôm nay em chia sẻ với cả nhà thì nó sẽ sai hơn trà bạch. Như em vừa chia sẻ video thì là nó sai hơn trà bạch rất là nhiều nhé. Và trà bạch thì nó sẽ ít nụ hơn. Đối với cái trà thâm bát diện này là một trong những cái dòng cây mà đã rất là thuần chủng tại đây rồi. Với mức độ nụ như thế này em đảm bảo cam kết cho các bác là các bác có thể nghĩa là chúng ta có thể trang trí bày Tết đúng vào thời điểm Tết luôn, hoa ra đúng vào thời điểm Tết luôn. Đây cực kỳ đẹp luôn ở nhà nhé. Cái nụ này thì bắt buộc phải ra, bắt đầu vào Tết bắt đầu nó mới bung to và nó sẽ nở được. Tầm vào tháng 11 âm chuyển sang tháng 12 âm thì là ok nhất rồi các bác nhé. Cái dòng này chúng ta bày trang trí Tết. Em có thể quay một cây, nguyên một cây không cho cả nhà xem để cả nhà sẽ thấy được là nó đẹp như thế nào và nó nhiều hoa như thế nào. Có khi em quay như này thì kiểu mọi người nhìn thấy như cây nào ấy. Đây ạ, đây là một cây nhá. Nó cực kỳ là sai luôn. Rất là sai nụ luôn. Gần Tết thì cái nhu cầu trồng hoa Tết của bà con rất là nhiều luôn. Và nếu chúng ta bỏ ra một cái khoản tiền cực kỳ lớn để chúng ta mua những cái dòng cây mà chỉ chơi, nghĩa là chơi xong mà có thể nhiều khi là được một vụ Tết rồi bỏ ấy, nó rất là lãng phí. Nên là em muốn giới thiệu với cả nhà về cái trà thâm bát diện này là bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái dòng cây mà khi chúng ta mua năm nay và chúng ta có thể để năm sau bày trang trí Tết tiếp được. Và vào dịp Tết ấy thì cái mức độ mà thời tiết chuyển sương muối lạnh như thế này chúng ta có thể bổ sung những cái vi lượng cho cây và sẽ phun cái điều trị nấm ấy, điều trị nấm, điều trị dẹp hay là điều trị chống thối cho nụ cho hoa thôi. Cái này thì thuốc thì cực kỳ là đơn giản, nếu mà bác nào mà làm những cái dòng hoa này rồi thì các bác đã sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà thường thì khách ở bên em thì không phải là ai cũng biết về những cái dòng thuốc để chúng ta phun cho cái dòng trà này. Bác nào cần tư vấn về những cái dòng thuốc để phun trà, các bác có thể inbox riêng cho em nhé. Em có thể tư vấn cho mọi người này.
siêu size đúng không ạ, siêu size nụ luôn. Cái dòng này chúng ta mà Tết chúng ta bày vài cây ở trước cửa thì đẹp mê ly luôn. Mà giá thành của cây năm nay thì cực kỳ là mượt mà các bác nhé. Cái giá cây của cái lô này, cái lô này là lô mà nó gốc nó tầm khoảng, cái gốc nó tầm khoảng nhỉnh 1 phân 1 phân 8 các bác nhé, 1 phân 1 phân 8 này, và cao lên 1 mét này. Nhưng mà các bác yên tâm là cái dòng này các bác trồng thì hoa mê ly luôn. Đấy, đây là dòng trà tại Việt Nam rồi, không phải là trà Trung Quốc, các bác lưu ý nhé. Trà tại Việt Nam rồi. Giá cây của năm nay em đưa đến cho khách hàng của mình thì rất là mềm luôn. Chưa có cái bông nào nó già để em cho cả nhà xem cái mức độ nụ. Nhưng mà chắc là những bác nào mà chơi sành á, chơi sành về trà á, các bác nhìn là các bác nhìn lá như này là các bác biết là đây là trà Thâm Bát Diện đấy. Chưa có cái bông nào mà nó ra. À đây, có một cái bông nó ra hơi hơi màu, nó bắt đầu ra rồi. Đây là màu hồng nhá, cái cây to này màu hồng cả nhà nhá. Nghĩa là hoa cả bốn góc đều đều như nhau. Một cái cây này gọi là siêu sai hoa luôn. Em quay thời điểm này thì tất cả nó đều là nụ thôi nhá. Em quay thời điểm này đều là nụ thôi, cả nhà lưu ý cho em. Mọi người sẽ thắc mắc là cái màu hoa như thế nào thì em sẽ đẩy lên video những cái màu hoa của trà Thâm Bát Diện cho cả nhà, để cả nhà nhìn thấy được là cái màu hoa thì nó sẽ như thế nào. Dòng hoa nổi tiếng siêu sai siêu đẹp nhá. À, những bác nào mà gửi xa em có thể gửi sớm hơn cái thời điểm Tết một chút. À, và cái hình thức gửi thì vẫn như mọi khi là gửi, chỉ gửi trên xe khách thôi. Không gửi qua đường bưu điện, không xếp qua đường bưu điện. Đối với những dòng hàng này em gửi xe rất là nhiều. Và nếu mà trồng trà này các bác thông thường đó, khách hàng bên em là mọi người thường chọn một đôi một chứ mọi người không trồng lẻ đâu. Số lượng cây thì tương đối là nhiều nhá. Không phải là quá nhiều nhưng mà gọi là đủ để phục vụ cho cái nhu cầu trồng của bà con ấy. Ngày hôm nay em giới thiệu với cả nhà là cái dòng trà Thâm Bát Diện mà gốc 1 phân 7, 1 phân 8, cao 1 mét hơn, cây siêu nụ đang sẵn tại vườn. Em đã muốn giới thiệu với cả nhà. Các bác nào có nhu cầu dòng cái cây này, hay là các bác nào có quan tâm về cái cây như thế này ấy, đã từng hỏi em, inbox hỏi em cái dòng cây như này, các bác có thể liên hệ trực tiếp trên số điện thoại của em nhé. Video của em xin được tạm dừng tại đây ạ. Em chào mọi người.